Vâng, trận hiệu thứ tư. Vâng, bây giờ thì vâng, 8-2. Mày ơi, vừa rồi có một tình huống các bạn thấy là Nhãn Tử đã chọn nhầm team. Một thông tin mật mà tôi nhận được thì khi mà các game thủ Trung Quốc gõ 22 thì tức là bên phía đối bạn đang tức giận. Đấy. Còn nói thẳng ra thì nó thì là chửi. Còn chửi với cái nghĩa như thế nào thì mình không biết. Khi mà người Trung Quốc người ta gõ 22 ấy thì kiểu như là chửi thề đấy. Để chim sẻ vừa mách với tôi là như vậy. Và chim sẻ thấy Trung Quốc có 22 cái mình có làm gì đâu mà bị chửi nhỉ. Đánh hay chả bị chửi. Hai hai là Trung Quốc chửi thề. Chị bệnh đã có bài tàu, hai con hươu về nhà. Màu tám chậm dân, Nhãn Tử cóng rồi. Đánh sen chậm dân, cóng rồi. Chip Boy version 2, à Chip Boy của Trung Quốc đấy rồi. Việt Nam cũng Chip Boy đánh sang chậm dân thì tôi đã thấy chối lắm rồi. Không ngờ là Trung Quốc cũng có. Vậy như vậy là đẳng cấp của Chip Boy cũng đã sánh ngang, à nhầm, đẳng cấp của Trung Quốc cũng đã sánh ngang dần được với Chip Boy của Việt Nam. Và ngày hôm nay thì là sinh nhật của Chip Boy. Và chúng ta hãy cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho Chip Boy và mái của Chip Boy. Một bài đang khá trống đến từ chim sẻ. Nhưng may sao là phía bên trong chúng ta có những cánh rừng già, những cánh rừng thông. Còn một mặt trước thì rất trống trải luôn. Chim mệnh thì đồ lộ về là rất nhiều rồi, bài chim mệnh thì cũng thế, không kém phần lòng trọng. Ôi rồi làm voi thế à rồi. Bài quá nhiều đồ ăn nhưng các bạn thấy rừng nó hơi xấu. Bài này đánh 6A. Có 6A rồi đẩy đánh A cao lên không? Vâng, thử đánh cái lối đánh của chiến tướng một trận được không? Lực là cực kỳ khỏe. Rất rất nhiều đồ dành cho khiến thủ chim mệnh. Và cái điều này chúng ta cũng đã thấy được Chip Boy làm được ở trong một lần luyện tập. Vâng, cái lối đánh mà bài dầu đánh 6A cao nó rất là phũ. Vâng, ví dụ mà gặp bài nào mà khỏe người ta đánh 5A thôi thì mình cũng đã có lợi thế rồi. Nhưng gặp bài nào yếu mà chỉ đánh được 4A mà gặp phải người công bằng 6A thì nó thật là 4A không cửa đỡ. Vâng,
Vòng em trước buổi tập luyện thì chúng ta cũng đã xem rồi. Chip boy với 1 đánh 22 sen. Với những cái bài mà giàu nhiều đồ ăn, chip boy đánh cao 6A lên, chip boy dí rất ghê. Nhưng đó là Việt Nam, còn người Trung Quốc cũng không biết đúng không, công kiểu gì. Đi dân lên rồi. Sẽ là bài xị. Và tôi thích cái phong cách này. Có lẽ chúng ta thử cho Trung Quốc xem khi Việt Nam đánh bài xị nó sẽ như thế nào. Ui rồi. Đi đâu đổ đến đấy, kinh thật. Rồi đi qua cánh rừng này đóng A là đẹp. Màu 8 không lên đời. Rồi bịp tới rồi. Tóng quá rồi. Có lẽ là Nhãn Tử đang cống sau những trận thiếu cái gì đây. Vâng, như vậy là nhớ nhầm nhà chính. Mất 10% lên đời. Không vấn đề gì hết. Bởi phía ở phía chiến tuyến bên kia thì màu 8. Một tình huống lỗi, mà đó là một cái lỗi mà không được phép khi đánh sen. Không phải khi đánh sen mà khi đánh tất cả các loại quân. Khi đánh đế chế, chúng ta không được phép bỏ kích đời. Vòng bên kia chiến tuyến bên kia thì Nhãn Tử đã cóng. Vâng, chim mệnh sang đây còn rét luôn. Màn hình máy của chim sẻ. Có lẽ chúng ta nên theo dõi màn hình máy của chim mệnh nhiều hơn trong trận thiếu này. A cao thì cũng phải dâng A. Chim trẻ nắng đang yêu cầu turn đầu tiên thì chim mệnh sẽ vẫn phải đẩy cánh của mình. Bởi vì A đấy A kiểu lửa vời. Một chim mệnh gặp rất nhiều dân màu 8. Màu 8 dò tới 18% ở map hu. Lực siêu siêu khỏe các bạn gì đấy. Đấy rất giống chim boy làm trước đóng A xong hiện tại bãi quả. Đi đâu đấy? Không, tôi đang hỏi Nhãn Tử. Không biết anh đi đâu. Vâng, như vậy là chim mệnh muốn đi tìm xem là Nhãn Tử mang dân đi đâu. Ô, đóng cái gờ đấy đủ gỗ để sóc ấy không? Sóc quân không? Đây là nhà. Đóng e, chốt e dần luôn. Ô, đóng cái này càng dễ vậy đấy. Kiểu gì nhốt được ít nhất là hai con. Ít nhất là hai con và Nhãn Tử là người lên đời siêu muộn. Và đây sẽ là một pha mà tôi nghĩ là chim boy sẽ ôm chết luôn. Ô, đít mạng à. Đít thì tiếc quá, đít. Đít trận này phí quá, tiếc đấy. Thực sự là nếu như đít thì là quá tiếc luôn. Ô, không đít. Không, chiến tướng đít rồi. Đẹp. Vâng, màu 8 không cửa. Còn màu 8 bị chốt e như này sống làm sao được trận này. Không có một tí cửa nào luôn.
Đây mà map thắng dành cho tuyển Việt Nam. Ôi ông tướng ông đóng 4 gà dị thế. Ôi giời, ruộng kìa. Ruộng đánh như trống chém này. Con phải cả E ở ruộng kìa. Có lẽ là cái E đầu tiên chỉ tường xây. Và một trận đi rất đáng tiếc nếu như đánh